Mới đây, thông tin bộ phim Đắc Nhàn Cần Chế do Lan Hiểu Long viết kịch bản đã chính thức đăng ký quay phim làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trong giới mộ điệu điện ảnh. Bộ phim do chính Ngọn sản xuất quy tụ những đội ngũ hàng đầu trong ngành như đạo diễn Khổng Sân, biên kịch Lan Hiểu Long, nhà sản xuất Hầu Hồng Lượng và đồng thời mời nam diễn viên nổi tiếng Thư Chiến đóng vai chính. Sự kết hợp mạnh mẽ như vậy chắc chắn mang lại sự đảm bảo cho chất lượng của bộ phim này. Bối cảnh của câu chuyện Đắc Nhàn Cần Chế lấy bối cảnh tại một thị trấn nhỏ, nơi vốn là một nơi yên bình, cách xa sự ồn ào náo nhiệt. Tuy nhiên, với sự thất thủ của Nam Kinh, một nhóm người chạy trốn đến đây đã phá vỡ sự yên tĩnh này. Họ xây dựng một ngôi làng mới ở đây và sống một cuộc sống tương đối yên bình. Cho đến một ngày, một số binh sĩ Nhật Bản vô tình tiến vào vùng đất thanh tịnh này và phá vỡ sự yên bình ban đầu. Vào thời điểm sinh tử, cư dân của thị trấn nhỏ đã phải đứng lên, dùng trí tuệ và lòng dũng cảm của mình để chiến đấu chống lại quân xâm lược và bảo vệ quê hương. Trong bộ phim, nhân vật chính do Thư Chiến thủ vai đại diện cho những con người nhỏ bé vô danh trong dòng chảy lịch sử nhưng lại có ý chí kiên cường. Họ không có địa vị nổi bật, cũng không phải những anh hùng có kỹ năng đặc biệt, nhưng điều họ có là lòng yêu cuộc sống và sự kiên trì trước công lý. Trước sự chênh lệch lớn về vũ khí, những người dân làng đã sử dụng trí tuệ và lòng dũng cảm của mình để phản kháng. Đây không chỉ là cuộc đối đầu về thể xác mà còn là cuộc cạnh tranh về tinh thần. Là công ty sản xuất phim và truyền hình nổi tiếng tại Trung Quốc, các tác phẩm của Chính Ngọ luôn được biết đến với chất lượng cao. Và lần này, Đắc Nhàn Cần Chế quy tụ nhiều lãnh đạo trong ngành như Khổng Sân, Lan Hiểu Long, Hầu Hồng Lượng và sự góp mặt của ngôi sao nổi tiếng Thư Chiến. Điều này đã khiến cho tác phẩm trở nên nổi tiếng trước khi được bấm máy. Đạo diễn Khổng Sân giờ giới thiệu các tác phẩm kinh điển tới khán giả thông qua những miêu tả cảm xúc tinh tế và cấu trúc tường thuật hoàn tráng. Trong khi Lan Hiểu Long với tư cách là nhà biên kịch nổi tiếng vì những mô tả nhân vật sâu sắc và bối cảnh cốt truyện thú vị. Ngoài ra, nhà sản xuất Hầu Hồng Lượng còn nổi tiếng với thái độ sản xuất nghiêm ngặt, đảm bảo mọi tác phẩm đều có thể đạt được hiệu quả nghệ thuật như mong đợi. Được biết, Đắc Nhàn Cần Chế dự kiến quay trong gần 100 ngày và đồng nghĩa với việc ekip đầu tư rất nhiều thời gian và sức lực để trau chuốt từng chi tiết. Từ chuẩn bị trước đến hậu sản xuất, mọi khía cạnh đều cố gắng đạt đến sự hoàn hảo. Sự khéo léo này chắc chắn sẽ khôi phục tốt hơn điều kiện sống của những người bình thường trong thời đại đặc biệt đó. Và tinh thần bất khuất mà họ có thể thể hiện đối mặt với nghịch cảnh. Đắc Nhàn Cần Chế không chỉ là một bộ phim kể về những hành động anh hùng của những người dân bình thường trong chiến tranh chống Nhật, mà còn là sự tôn vinh vinh quang bản chất của con người. Trong tác phẩm này, chúng ta có thể thấy sự vĩ đại ẩn chứa trong những con người bình thường và đồng thời có thể cảm nhận được sức mạnh của mọi người luôn hỗ trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Khi quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ và tin rằng tác phẩm này sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều bất ngờ và cảm động hơn. Và chúng ta hãy cùng mong chờ và chứng kiến chương lịch sử đầy dũng cảm và trí tuệ này trên màn ảnh rộng trong thời gian sắp tới.